Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập ngữ văn 7 trang 52 53 bài 5 Phò Giả Về Kinh. Số 1 nhỏ là đọc kỹ phần phiên âm và bản dịch nghĩa. Sử dụng bản tra yếu tố Hán Việt ở cuối sách giáo khoa ngữ văn 7 tập 2. Ghi lại những chữ trong bài thơ được đưa vào cột yếu tố Hán Việt và những cái từ ngữ chứa yếu tố Hán Việt đó mà em chưa từng gặp hoặc chưa hiểu rõ nghĩa. Thì với những cái từ lạ và khó, cần hoàn thiện bài tập bằng cách là tra từ điển hoặc là các em sẽ hỏi phụ huynh, thầy cô để nắm được cái nghĩa của chúng. Như vậy, ở trong bài thơ Phò Giả Về Kinh, thì những chữ được đưa vào cột yếu tố Hán Việt đó là gian, và những từ ngữ lạ và khó đối với chúng ta, đối với các em đó là chứa các yếu tố trên, tràn gian, vân vân. Rồi ở câu 2, hãy giải thích vì sao có thể nói thể thơ của bài Tụng Giá Hoàng Kinh Sư là ngũ ngôn tứ tuyệt đường lực. Thì chúng ta sẽ đọc kỹ cái phần đầu của chú thích sau sách giáo khoa trang 63 và gợi ý C ở bài tập 2 của bài Sông Núi Nước Nam trong vở bài tập. Thì các em thấy thể thơ của bài Tụng Giá Hoàng Kinh Sư là ngũ ngôn tứ tuyệt đường lực bởi vì số chữ trong câu là 5 chữ, số câu trong bài là 4 câu, gieo vần là vần chân và vần lưng. Tiếp theo câu 3, nội dung thể hiện trong hai câu đầu và hai câu sau của bài thơ khác nhau ở chỗ nào? Hãy nhận xét về cách biểu ý và biểu cảm của bài thơ. Thì các em xem lại bài thơ thì chúng ta thấy hai cái câu đầu và hai câu sau nói về hai cái sự vật khác nhau, nhưng cái mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Xét về mặt thời gian để phân tích sự khác biệt và mối liên hệ này. Rồi các em chú ý đến sự kết hợp giữa cái yếu tố tự sự và biểu cảm trong hai câu đầu. Chúng ta phân tích sắc thái, cái biểu cảm của các động từ đoạt, cầm và đặc biệt là chữ hồn. Thì giữa yếu tố lập luận và biểu cảm trong hai câu sau. Như vậy thì nội dung thể hiện trong hai câu đầu và hai câu sau có sự khác nhau ở chỗ là hai câu thơ đầu nhắc lại hai chiến thắng vang dội của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Hai câu sau tỏ lời động viên xây dựng phát triển đất nước trong cảnh thái bình và niềm tin sắt đá và sự bền vững muôn đời của đất nước. Cách biểu cảm của bài thơ không lộ rõ mà thể hiện qua những động từ mạnh, đoạt, cầm. Nhận xét các biểu ý và biểu cảm của bài thơ thì cái cách nói giản dị, cô đúc đã nói lên cái không khí sục sôi chiến thắng và các khát vọng thái bình của nhân dân ta thời đại nhà Trần. Tiếp theo câu 4, trong bài thơ này em thích nhất câu thơ nào, vì sao? Thì các em chú ý là sự khác nhau về hoàn cảnh ra đời giữa bài thơ này và bài Nam Quốc Sơn Hà. Rồi chúng ta sẽ liên hệ với tình hình xây dựng đất nước hiện nay để chúng ta trả lời cái câu hỏi này. Thì ở đây cô ví dụ là câu thích nhất đó là câu Thái Bình Tu Trí Lực. Lý do là bởi vì câu thơ khẳng định cái phẩm chất cần có của người tài, cần người anh hùng trong thời kỳ Thái Bình đó là phải tu rèn trí tuệ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.